Còn giả sử như bạn là bạn tích lũy được 1 tỷ mà 1 tỷ đấy của bạn bạn ném tất vào cái ô này ấy, chắc chắn mất tiền. Cái buổi hôm nay ấy, là tôi nói về quản trị danh mục. Nó có 3 điều nên nếu như tổng đây là tổng tiền thì chỗ này ấy, là cái cái này này, cái phần danh mục đây nó là rủi ro. Còn cái này là cái đoạn này là đoạn tăng trưởng, còn cái này nó gọi là bền vững. Cái này đang ở danh mục bền vững. Nếu được gọi đến đây là tổng tiền của chúng ta đang có thì chúng ta phải chia ra 3 ngăn nếu như bạn là tuổi trẻ trẻ thế nào là trẻ thì tạm được coi là như này nó lại có, có, mấy khúc như thế này nếu như bạn trước 30 tuổi nhỏ hơn 30 thì được gọi là trẻ còn nếu như mà từ trung đến đến từ đó là khoảng là 45 đấy là đoạn này là đoạn là giống như đoạn tăng tốc này và một khúc là trên 45 từ đây trở đi là trên 45 đây nếu như tôi gọi ô này là ô số 1 ô này là ô số 2 ô này là ô số 3 nếu như bạn dưới 30 tuổi bạn còn trẻ bạn còn nhiều thời gian trong cuộc đời thì bạn có thể tăng cái số 3 này lên cũng được đấy nhưng nó nhất thiết nó vẫn phải phải là ba ngăn chứ không thể nào số 3 lại chiếm hết cả danh mục được thì cái thằng số 3 này có thể tăng còn nếu như mà bạn đang nằm ở trong độ tuổi 30 đến 45 thì lúc đấy bạn có thể giảm thằng này xuống và tăng cái thằng này lên còn nếu như bạn ở trên 45 thì bạn phải tăng cái thằng số 1 lên đấy là đầu tư vào cái gì nó là bền vững từ 45 tuổi đổ đi đó là cỡ tuổi tôi trở đi thì không dám làm liều làm dại nữa rồi Nếu như mà rủi ro làm nó tăng kịch khung lên thì đến lúc đấy không còn cơ hội để làm lại nữa Cho nên chúng ta hãy nhớ ở cái độ tuổi đẹp nhất là trong cái khoảng này là từ 30 đến 45 à, Nếu như bạn ở trên cái độ tuổi dưới 30 thì cái khẩu vị rủi ro này bạn có thể tăng lên Đó, được tăng lên được Ví dụ như là bạn có 1 tỷ thì thay vì là bạn chấp nhận rủi ro là 20% thì bạn có thể tăng lên 40% cũng được Thậm chí là 50% cũng được Còn 50% nằm ở hai cái đống này Còn 50% nằm ở, ở thằng số 3 chuyện bình thường không sao cả nhưng mà nếu như bạn nằm ở độ tuổi này nếu như nằm ở độ tuổi là khoảng này thì bắt đầu là cái độ ổn định bắt đầu nó bắt đầu dịch chuyển dần vào ổn định còn nếu như bạn ở trên 45 này thì bạn phải đầu tư tìm được cái gì đó nó bền vững đấy nhá anh em nhá liên quan đến cái bền vững đấy, liên quan đầu tư đến cái gì đó bền vững thằng một này tăng lên và cái thằng số 3 này là giảm xuống thấp nhất thì nó liên quan từ cái tỷ lệ này còn lại cái tỷ lệ một hai ba này, này theo một cái tỷ lệ gọi là cân bằng thì nó là cái số một hai ba nó đi theo cái tỷ lệ này nhá đây, từ cái chỗ này lên này là 20 60 20. Đấy chúng ta tự đấy chúng ta căn danh mục ra đây. 1 là 20%, 2 là 60 và 3 là 20, được chưa? Thế vậy là sẽ có người nói với tôi rằng là bây giờ em ít tiền vốn quá thì em phải làm thế nào? Thì uh, câu trả lời của tôi ấy là kinh doanh. Nếu như vốn của bạn đang ít quá thì bạn chưa thể đầu tư được đâu bởi vì nếu đầu tư mà bạn muốn có thể làm được thành công thì chắc chắn bạn phải chia danh mục theo cái cách quản trị như thế này không có cách nào khác. Còn giả sử như bạn là bạn tích lũy được 1 tỷ mà 1 tỷ đấy của bạn bạn ném tất vào cái ô này ấy, chắc chắn mất tiền. Bởi vì là gì? Bạn chưa có kiến thức về quản về đầu tư mà bạn lại ném cả 1 tỷ đấy vào trong cái ô rủi ro này và chắc chắn là đến 99% là bạn sẽ mất cái 1 tỷ đấy. Cho nên là nếu như chưa có tiền thì chỉ có mỗi cách là là kinh doanh thôi là kinh doanh là để cho chúng ta là gì để chúng ta dần dần từ từng bước một để chúng ta có có tiền cũng giống như tôi ngày xưa là bắt đầu từ kinh doanh đấy chứ cho nên là các bạn trẻ học về đầu tư rất tốt bạn biết được rằng là quản trị tiền nó phải đi theo cái ô danh mục như thế này và khi đó nhìn lại mình chưa có tiền thì mình phải kinh doanh mình phải kinh doanh một cái gì đấy đúng không ạ mình phải làm một cái công việc gì đấy nữa để dần dần mình tích lũy được 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 cái tiền này và hai là tích lũy được kinh nghiệm chứ còn nếu như bỏ chưa có tiền mà bạn nhảy vào và đầu tư thì thứ nhất là nó gì nó chưa được thuận một đó là bạn không kiến thức thì rất dễ bạn rơi vào cái ô rủi ro mà rơi vào ô rủi ro này bạn sẽ mất hết cái vốn rồi thì lúc đấy bạn sẽ không còn cái động lực để bạn làm cái gì nữa cả đúng không nào đấy cho nên là nếu chưa có tiền thì chắc chắn bạn sẽ phải đi qua ô kinh doanh thế vậy là bây giờ với kinh doanh bây giờ thì kinh doanh cái gì chẳng nhẽ đi ra kia mua mua gà bán gà mua đồ bán ở ngoài chợ à không với bây giờ nó phải là internet nó phải là online bạn kinh doanh cái gì thì kinh doanh bây giờ bạn phải nghiên cứu về online thì cái quy mô thị trường nó mới lớn quy mô thị trường nó tốt thì lúc đấy nó mới có tiền mà có tiền có kinh nghiệm có tiền rồi thì bắt đầu nó mới lại hỗ trợ cho cái hoạt động đầu tư này nó tốt bản chất nó là đi từ dưới này đi lên đấy, đấy đi dưới này đi lên từ đây đi xa nếu như muốn làm được thành công thì bạn phải đi theo cái lộ trình như thế này và bạn phải quản trị theo kiểu như thế này chúc mừng bạn đã xem hết video của phạm thành biên ngay bây giờ bấm một nút đăng ký bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích tất cả những cái video kế tiếp của phạm thành biên từ trên kênh này ngay bây giờ bấm ngay bấm ngay bấm ngay bấm ngay